Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Thì trong cái thời gian gần đây thì có nhiều bạn có hỏi tôi rằng là làm thế nào để tạo nhiều profile trên cái trình duyệt Firefox để đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc và chạy các cái profile đấy cùng lúc. Vậy thì trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo được nhiều cái profile trong Firefox và chạy cùng lúc. Vậy thì cách làm cũng rất là đơn giản, tuy nhiên thì các bạn hãy chú ý từ đầu đến đuôi xem rất là tỉ mỉ cách tôi làm và sau đó thực hiện lại cái quá trình này và làm từng bước thì các bạn sẽ làm được giống như tôi. Và bây giờ ta sẽ cùng thực hành để làm cái vấn đề này. Trước hết thì chúng ta thấy đây là cái màn hình laptop của tôi, thì ở đây ta có cái trình duyệt Firefox là ở bên này, đây là trình duyệt Firefox. Thì để tạo được nhiều profile, đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng một cái trình duyệt Firefox này thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì bây giờ các bạn bấm chuột phải vào Firefox này, chúng ta xuống dòng cuối cùng là vào cái chữ Properties ở đây. Đây, chúng ta thấy ở cái dòng chữ Target thì nó có cái dòng này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm cho thêm. Ở đây chúng ta đưa con chó vào đây và bấm dấu cách này, cho nó chúng ta sẽ thêm cái dòng này vào đây, gạch ngang chữ P và sau đó dấu cách, rồi sau đó lại gạch ngang N O rồi gạch ngang J M T ở đây, chúng ta điền vào y nguyên như thế nhá. Đấy, nếu các bạn mà không rõ lắm thì tôi có thể để cái dòng này ở dưới cái phần mô tả để các bạn có thể là copy vào cho nó tiện lợi. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào apply ở đây, rồi bấm vào continue này, rồi sau đó chúng ta bấm ok. Đấy là cái bước cơ bản. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn đúp vào cái trình duyệt Firefox này. Đây, hiện tại là đang có cái trình duyệt mặc định ở đây rồi, thì các bạn có thể để cái trình duyệt mặc định là như thế này. Nếu không muốn để cái chữ như thế này thì chúng ta có thể là vào cái chữ đổi tên hồ sơ ở đây. Đây, cái chữ này tôi có thể đây là cái trình duyệt, là tôi có thể đây là trình duyệt này là Huyền Trang này. Trình duyệt này thì tôi sẽ dùng để đăng nhập tài khoản Google và tài khoản các cái tài khoản Facebook, tài khoản YouTube là bằng cái tên là Huyền Trang. Đấy, thì nó sẽ có cái tên này. Và tôi muốn tạo thêm một cái profile khác. Cái profile này nó sẽ khác hoàn toàn, nó sẽ không bị trùng với cái lưu trữ các cái dữ liệu giống như ở cái trình duyệt ban đầu, mà nó sẽ tách biệt rõ ràng này. Bây giờ tôi sẽ vào cái chữ là tạo hồ sơ đây. Bây giờ tôi bấm vào cái chữ tiếp tục này. Rồi bây giờ tiếp theo ta sẽ đặt tên cho cái trang này. Đây, tôi đặt tên cho một cái trình duyệt này là Mai Thanh, lấy cái tên Google và tên Facebook khác để ta làm cái vấn đề này. Rồi ta bấm vào hoàn thành. Đấy, như vậy ta có hai cái trang hoàn toàn khác nhau rồi. Bây giờ tôi muốn tạo thêm một cái trang nữa thì chúng ta cũng sẽ vào cái chỗ tạo hồ sơ ở đây. Bây giờ tôi tiếp tục. Rồi, ta bấm vào hoàn thành. Đấy, ta có 3 trang rồi. Và muốn thêm nữa thì chúng ta cũng vào đây để chúng ta tiếp tục chúng ta thêm. Ví dụ như thế này. Và nếu chúng ta không muốn thì chúng ta có thể là bấm vào từng cái trang một, từng cái profile một ở đây. Ta bấm vào xóa hồ sơ. Đây. Đấy, như thế là mất rồi. Và bây giờ ta muốn tiếp theo ta muốn vào cái trang nào thì ta sẽ bấm vào cái trang đó và ta bấm vào khởi động Firefox thì nó sẽ khởi động cái trang đó riêng biệt cho chúng ta. Thế bây giờ ta muốn vào cái trang đầu tiên này, hay là trang thứ hai, hay là trang thứ ba. Bây giờ ta vào cái trang đầu tiên này, bây giờ ta sẽ khởi động Firefox này thì nó sẽ lên cái trang đầu tiên này cho chúng ta. Đấy, trang này là có một cái Facebook của tôi rồi. Đây là một cái trang Facebook khác này. Bây giờ muốn để cho các cái trang này nó chạy cùng lúc song song với nhau thì ta có thể ẩn cái
này xuống, ta bấm vào cái dấu trừ ở trên này, ta ấn cái này xuống. Bây giờ ta tiếp tục, ta lại mở Firefox của bên này lên, thì ta sẽ bấm vào cái dòng thứ hai đây, Mai Thanh đây, ta khởi động Firefox để chúng ta tạo thêm một cái trang nữa. Đấy, cái trang này là chưa có, hiện tại chưa có cái gì cả. Này, bây giờ ta gõ Facebook này. Đấy, trang này là hoàn toàn mới tinh, chưa có một cái vấn đề gì cả. Đấy, bây giờ ta muốn thêm cái tên nào thì ta thêm vào đây. Đây, bây giờ tôi thêm một cái vào. Đấy, 4.925 bạn bè. Thì đây là một cái trang khác. Thì chúng ta có thể thấy đây, cái trang này là một trang, và trang này là một trang, hai cái hoàn toàn khác nhau. Đây. Đấy, hai cái đây ta có thể sử dụng song song cùng một lúc. Đấy, hai cái này. Bây giờ còn một cái này tôi sẽ làm luôn. Đây là cái Diễm My này. Khởi động Facebook này. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập Facebook vào đây. Đây, điền mail vào này. Rồi, mật khẩu. Đấy, như thế là đây là tôi đã đăng nhập liên tục ba cái trang khác nhau trên một cái trình duyệt Facebook. Các bạn có thể tại xem ở đây. Đây là cái trang thứ hai. Rồi, đây là cái trang thứ ba. Các bạn thân mến, như vậy là trên đây thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo nhiều profile trong Firefox và chạy cùng lúc. Hy vọng sẽ giúp ích được rất nhiều cho quý vị và các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc là góp ý thì xin vui lòng để lại lời bình luận bên dưới của video, và tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn thấy video mà hay mà có ích thì các bạn hãy like, chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến cách làm như thế này. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của tôi vào 7 giờ tối các ngày trong tuần. Xin chào.